Xin chào tất cả mọi người nha. Thì Tấn chia sẻ cái trồng xả này này, cũng như là trồng xả cái đất này trồng 3 năm này nha cả nhà. Đấy. Cái vườn này có chia sẻ nhiều với mọi người tham khảo rồi đó nha. Đợt này ông bà già có trồng thêm cà ghém này. Đây xả đang rải ra nè, để trồng nè. Vừa mới trồng được mấy hàng, trời mưa chạy vô nha mọi người. Mây đang kịnh hết trơn hết nè. Chia sẻ với cả nhà một chút về xả đang mưa tới nè. Kích thước thì cả nhà cũng biết rồi nha. Đây nè, cho mọi người xem lại lỗ nè. Đây một lỗ, đây một lỗ. Nằm tầm khoảng 50 nha cả nhà. Lỗ cái lỗ 50 nha. Hàng cách hàng thì 1 mét nha mọi người. Lỗ cái lỗ 50, 60 luôn nha. Lại đổ mưa tới nữa rồi. Đấy. Xả này nó không kén đất đâu nha mọi người. Rồi, đi vòng vòng ra sao cho mọi người xem miếng sao luôn. Rồi, cái này trồng rồi nè. Vụ này nữa là trồng mấy năm liền rồi đó. Sen canh. Sen canh với xả, với cà. Tại đất này mình trồng xả nhiều năm quá nha, màu mỡ nó cũng không ngon, trồng cà không ngon mấy. Tính là trồng cà không trồng xả nhưng mà cuối cùng phải trồng xả tiếp nha mọi người. Vẫn trồng tốt bình thường thôi. Xả thì bà già chặt gốc hơi sạch nha mọi người. Mọi người nếu trồng thì để rễ lên một chút cũng được. Để rễ lên một tí cũng được nha. Để rễ cỡ này đổ lên thì ngon hơn. Như vậy xà chặt hơi sạch. Nhiều cái sạch quá. Nhưng mà vẫn bình thường nha. Vẫn trồng ngon lành bình thường, không có gì hết. Mới mưa cái mấy hộp bạn trước cái bên cái lỗ nổi nước luôn. Giống. Tối luôn. Mới chuyển mưa mà tối hù luôn trong nhà luôn. Đấy. Cũng trồng xà nha, xả tiếp nha cả nhà. Đây là vụ này vụ thứ 3 rồi. 3 năm liền. Thì có nhiều cái video lắm rồi đáng chia sẻ đó. Đây cả nhà, xả này nay nhú lá hết rồi, kết hợp hai thứ nha trồng. Để đáng đưa máy đi vòng vòng cho cả nhà mình xem. Là xả là mình trồng coi như là nó không có kén đất, trồng năm vừa rồi vẫn trúng bình thường nha cả nhà. Rồi năm nay trồng vẫn lên vẫn ngon. Đấy, còn như mấy cái bụi xanh xanh còn lại nè. Đây này. Đấy. Là để giống nha. Để giống trồng. Để giống trồng lại còn dư. Cũng đợt vừa rồi cũng bán được. Để coi bán được 1 ký 7.000. Mà bán được 4 triệu mấy nha cả nhà. Coi cũng còn được mấy tạ nha. Đây có kết hợp với cà nha. Nhưng mà đất mình trồng xả nhiều quá rồi. Màu mỡ nó cũng... không còn nhiều, cà nó cũng lên không được tốt mấy nha cả nhà. Cà đầu tiên bán cũng 7.000 ký, 90.000 ký nha. Đợt vừa rồi cà có giá nha. Bây giờ thì giá hơi xuống một chút rồi. Một ngày cũng làm được chục, 20 ký cà nha cả nhà. Chia sẻ ở đây. Sau 3 năm trồng xả sẽ như thế nào nha. Mình nói cho mọi người là xả vẫn trồng tốt nha. Không có bị chạy bụi, chết bụi gì đâu nha mọi người. Vẫn lên ok bình thường. Có bạn hỏi đất xấu trồng xả được không này kia nha, vẫn trồng tốt nha. Ở trong mình ở trồng đất ruộng mới múc lên nha. Vẫn trồng tốt bình thường. Biết cái đất ruộng mới múc lên là nó còn đang phèn đang xấu nha, trồng xả vẫn lên bình thường. Xả này nó dễ trồng mà nó không có kén đất đâu. Chia sẻ mọi người tham khảo mọi người làm thôi.
Có cái gì thì trao đổi nha, Tấn cũng học hỏi để làm thôi. Đây còn cái vườn xả này là đã chia sẻ mấy mùa cho rồi nha, mùa nào Tấn có chia sẻ video nha, mấy video trước đó. Đấy, ai muốn tham khảo về cái đồng xả thì cứ xem những cái video trước, cách lấy giống rồi chia sẻ như thế nào. Đợt này Tấn chỉ chia sẻ là sau 3 năm rồi, cái đất này vẫn trồng xả bình thường. Cà còn lên đẹp như vậy đây mà xả xong lên. Đấy, tham khảo giao lưu nha cả nhà. Tấn kết thúc video đây, mưa tới nữa rồi.